hôm nay hội chợ ở cho nên là mình dẫn mẹ với lại ba cho Vi với Sophie với Hana đi hội chợ chơi nha cả nhà. Giờ em đang mua chè Thái. Mẹ ăn cháo lòng, cha Vi đi vòng vòng kiếm đồ ăn rồi. Hội chợ của nhà thờ tổ chức. Hên quá đi giờ này không đông lắm, còn thở nổi. Hồi đó mình đi một vòng quay đồ ăn gì cả nhà coi nha. Hội chợ này hồi năm rồi là có quay rồi đó. Ngoại cháu lòng. Cháu lòng ngoại. Ăn được không ngoại? Trái nào? Trái nào bên đây luôn. Bắp xào, phở, bánh xè là có hủ tiếu rõ, mực nướng, gỏi đu đủ cháu lòng, bún thịt nướng, bún đặc biệt. Mình sẽ ăn bánh canh chả cá nha, lâu rồi không ăn bánh canh. Bánh khọt, bò, cái gì đó xà lách, bánh kẹp, gà nướng, bánh khọt, gà nướng, chuối chiên, bò bía, bánh cam, bánh cọc, bánh bèo, bánh bò đồng, bún bò Huế, đây là nướng, là phải xí cá, xăm, bắt xí mùi, canh me. Giờ người ta đông đông lên này nè cả nhà. Em đang ăn bánh canh chả cá nè cả nhà. Bánh canh chả cá. Lâu lắm em ăn bánh canh chả cá. Mời cả nhà bánh canh nha. Sophia thì ăn gà với cái bánh này. Đa điều thì ăn cái thịt nướng. Mặt nó thì đỏ nè. Mặt trời dội. Chiều ngày hôm nay gia đình nhà em Trang đi hội chợ nữa nha cả nhà ơi. Hôm nay có ca sĩ hát nè, có Đan Nguyên với Hà Thanh Xuân go ba. Đan Nguyên với Hà Thanh Xuân hát bữa nay. Nên cho bà ngoại đi nghe nhạc chơi. Cuối tuần mà đi chơi ha. Nay dẫn cả nhà đi hội chợ nữa nha. Dòng người đang đi đổ xô kìa, đông chưa? Đó, nghe nhạc hình rồi đó. Đó, người ta đang đi vô nè. Người đi vô, người đi ra. Nhiều rồi. Người đi vô, người đi ra. Nghe nhạc hình không? Thấy Huy chưa? Mà ngoài thì nãy giờ đó quý vị, Hà Thanh Xuân ở trong là lạnh run than dạ. Lạnh quá. Bây giờ không những Hà Thanh Xuân nóng mà còn làm cho tất cả quý vị cùng nóng nữa. Thank you so much. Và em cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều đã có được mời em đến ngày hôm nay. Ngày nay Hà Thanh Xuân còn ở lại với chúng ta nữa quý vị, và cùng với lại năm ca sĩ Quang Lê nha quý vị. I love you chị. Và bây giờ xin được giới thiệu thêm một nhà bảo trợ của hội chợ hè. Đó là không ai xa lạ hơn, đó là chính là ông chủ của quý vị. Cái điều này là em cảm ơn anh rất là nhiều, một tràng tay thật lớn đó quý vị. Có gì không tiền đau không tiền lời không anh? Không tiền đau không tiền lời. Em luôn một cũng một luôn. Yeah, thank you so much. Hôm nay chắc chắn là anh chủ tịch hội đồng tài chính sẽ khó ngủ vì được ca sĩ Hà Thanh Xuân tặng hoa. Chúng con mời cha lại chụp hình với mẹ nè, chụp hình với mẹ nè, lại chụp hình với mẹ. MC rất là nhiều. Thật sự con sẽ hỏi như là giới thiệu một cái dịch vụ cho con cái một, con cũng rất là ngại nhưng mà đó là cái trách nhiệm mà địa phận đã giao phó. Trước hết là tòa giám mục
chân thành cảm ơn giáo sư đã hướng dẫn những chương trình chuẩn bị trước suốt thời gian qua. Hôm qua đi rồi, nay đi nữa. Vui mà. Giáo dân được đoàn kết để chúng ta có một cái ngôi thánh đường rất là khang trang rộng rãi và sẽ về nha. Mình đi về ha. Bắp sao? Bắp sao? Bắp sao? Mẹ đi trước nha, mẹ đi trước mẹ quay nha. Bà ngoại nha. Vui mà. Hôm nay chúng ta hát cho quý vị thì mình sẽ quá lạnh. Vui quá lạnh không ạ? Vui quá nhưng mà lạnh cả nhà ơi. Về đi về nha. Úi lục. Sao con? Sao mà con dùng mình vậy hả? Con lạnh không? Sao con dùng mình? Đi về. Hủ tiếu khô ngon. Cánh gà chiên ngon. Chè Thái chè xương sáo cũng ngon. Đi về hai. Ông ăn uống rồi. Hello cả nhà ơi, chiều ngày hôm nay thì gia đình nhà em Giang đi qua nhà chị Tâm ăn tiệc. Em Giang mua hai cái lẵng hoa, hai chậu hoa lan, lan hồ điệp rất là đẹp nha. Tại mình cũng thích cái lan hồ điệp nè, nên không biết mua cái gì tặng, thôi mua hai chậu lan hồ điệp tặng chị. Giờ đang trên đường đi qua nhà chị Tâm ăn tiệc bữa nay nha. Bà ngoại ngủ, Sophie đang chơi, Hana ngủ à. Hana ngủ ghế bên này. Alright. Hello. Ok mẹ. Hello. Go. We love having all of you here. And she's gonna interpret. So. Oh my God! But so glad that y'all could join us for this special celebration, and you know we got a lot of good food here, so we don't want to hold people up. So interpret and then let's eat. Yes. Thanh Tâm xin kính chào và đại diện cho toàn thể gia đình chân thành cảm ơn. Mommy, I don't want to try hỗ trợ và sự đóng góp cũng như là gửi lời chúc và thời gian quý báu của tất cả mọi người, và cảm ơn tất cả mọi người đã chờ đợi để mà chúng ta có thể chung vui mỗi ngày và mình có cơ hội gặp gỡ nhau là cái duyên. Là một lần nữa Thanh Tâm và Coral xin chân thành cảm ơn tình thương cũng như là cái động lực mà quý vị đã dành cho gia đình của chúng tôi. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Và xin cho chúng ta sẽ lần lượt để mà thưởng thức những món ăn từ từ, và chúng ta sẽ có mang thêm những thức ăn nữa nếu cần thiết. Và xin mọi người đứng lên đây giùm ạ, để mình có thể mình chụp một tấm hình chung. So we would do a group picture. Before we head into the food truck tent. Dạ xin mọi người lên đây xem xin tấm hình nha, mình chụp ở đây ạ. Có thể cầm ghế lên đặt ngồi trước này đi. Yes, everyone. Có người ngồi, có người đứng cho em nha. Mọi người cầm ghế lên. 3, make sure you're on my phone. You don't see it, you're not in the picture. One more. All right. How about you in it? One more. Turn around. Come on, go. My family, we are growing. Find yourself. Absolutely. Okay, good, thank you.
So we have appetizer, we have food, we chị muốn cái hình bằng ngoài chuẩn bị đi về nha, đóng hành lý xong hết rồi, giờ chuẩn bị ra sân bay. Chào cho con. Mặn vì nay còn sưng kìa, mổ mổ hàm răng sưng dù dù. Đang chuẩn bị tiễn bà ngoại ra sân bay nè, phía buồn không? Buồn, tại con chưa kịp cho trốn tìm luôn. Vậy đó hả? Nếu không kịp cho trốn tìm người kia đó là ở trong family của mình đó. Không kịp kia chơi. Dạ bữa nữa mình về mà. 3 tháng nữa về tiếp. Hả Nana ơi? Nana ơi. Là nếu là cái người này á là coi video của mình. Con nhớ mọi người mở cửa mình mà phải nặng cái mặt cho đừng nắm nhau anh nhớ. Rồi xong rồi, xong rồi mà, xong hết rồi. Nè, nó nhìn cái gì phía, đưa nó cái phía. Nó nhìn cái gì vậy? Muốn gì vậy? Muốn đồ chơi gì vậy? Muốn cái đuôi của con. Gì đó hả? Muốn cái đuôi của con hả? Thế nhìn đi đâu á Nana? Nana đi đâu á Nana? Đi đâu mà giọt á Nana? Đưa bà ngoại ra sân bay, tiễn bà ngoại đi về Việt Nam. Không phiền nó khóc từ chiều giờ kìa cả nhà. Khóc từ chiều giờ luôn nè. Về 3 tháng sau về lại chứ. Mà nó khóc. Trời ơi, giờ thằng đang khóc. Trời đất ơi, nó khóc rồi kìa. Cười kìa, nó có biết gì đâu, nó cười kìa. Nó cười té tét kìa. Bà ngoại bỏ đi về, bỏ bỏ rồi kìa, ở đó mà cười. Cái nó cười kìa, nó vui rồi. Ê, ê, vậy đó hả, trời ơi, nhai ngón tay vậy đó hả. Ngon không? Mặn mặn không? Hả, à, có mặn mặn không? Có mặn mặn không Hana? Bà ngoại vô tới giờ, bà ngoại vô trước đây này kìa. Để tốt kia kìa, đi xuống kia kìa, đi xuống chút. Cười vui vui vẻ dữ ha. Bà ngoại bây giờ bà bỏ rồi kìa. Ừ bây giờ bà bỏ rồi kìa. Bà bỏ mấy mẹ con ở lại rồi kìa. Cười te tét hả con? Con cười te tét hả con? Chị hai nằm rồi kìa. Chị hai nằm rồi kìa. Bà ngoại đang làm thủ tục nữa là đi rồi. Ok. Ơi, chào, nói dữ vậy đó hả? Ồ, cái miệng vậy đó hả? Ôi trời, vô dối dữ vậy đó hả? Có xe đẩy mẹ đi, mẹ không cần phải đi bộ. 3, 2, 1. Ok, về nha, bà ngoại về nha. Ba 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 ba
bà bà nha. Bà 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 bà. Ừ, bà ngoại nha. Bà 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 bà. Rồi, đi về nha.